Bốn con giáp khổ trước sướng sau, càng già càng giàu. Sau 35 tuổi, chúng lớn liên tiếp tiền vàng ngập két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, à, sau đây là bốn con giáp sẽ khiến cho bạn bè, người thân phải há hốc mồm, bởi không ai nghĩ họ lại có thể trưởng thành và thay đổi nhiều đến như vậy. Tuổi trẻ mắc phải những cái sai lầm chồng chất nhưng từ sau 35 tuổi trở đi lại phát triển như vũ bão Cuộc đời lên hương bất ngờ Vậy thì điều gì đã giúp cho họ lật ngược tình thế và giàu nhanh chóng mặt như vậy? À và dưới đây là bốn con giáp phất mạnh sau 35 tuổi Có thể chuyển bại thành thắng Từ một người mắc nhiều sai lầm Thì cuộc đời họ thay đổi một cách bất ngờ Sự nghiệp, tài chính, tình duyên đều phát triển bất ngờ Khi mà bước qua ngưỡng cửa tuổi 35 Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem đó là những con giáp nào. À thưa quý vị, con giáp đầu tiên nằm trong cái danh sách những con giáp càng già càng giàu, sau 35 tuổi phất lên như diều gặp gió, đó chính là những người tuổi Mão. À thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Mão thì do là thiếu cái định hướng và cái kinh nghiệm nên những người tuổi Mão chưa tìm ra cái con đường phù hợp với mình. Công việc thì bấp bênh, tuổi trẻ họ lại là những người có nhiều cái chuỗi ngày đau khổ và khiến cho họ phải hoang mang, lo sợ và hoài nghi về chính bản thân mình. Dẫn đến là những cái sai lầm nó sẽ nối tiếp những sai lầm tưởng như không thể nào gì vực lại được. À, thưa quý vị, như quý vị đã biết, ấy, trong 12 con giáp thì những người tuổi mão là con vật đứng thứ tư Nó đại diện cho sự nhanh nhẩu, nhí nhảnh và cái sự không ổn định. Mèo là loài vật dễ thương, quen thuộc với nhiều gia đình nhưng cũng vô cùng khôn ngoan, đôi khi ấy, hơi láo lỉnh khó tính và dễ bị kích động. Vậy nên, những người tuổi mão cũng mang đầy đủ những đặc tính tốt của loài vật này, ví dụ như sự nhanh nhẹn, sự nóng nảy, sự nhí nhảnh nhưng lại vui tính, lãng mạn. Những người tuổi mão rất nhạy cảm, có trí nhớ rất là tốt, nhân hậu, ngăn nắp, rắn giỏi, khiêm tốn, trầm lặng và cô lập. Tuổi trẻ thì may mắn nhưng mà hơi cô độc. Tuổi già thì được nhờ con cháu nên cái vận may từ đó cũng sẽ được gì dành cho họ À, những người tuổi mão thường theo đuổi một cái môi trường bình an, tĩnh lặng và thoải mái, có khiếu văn chương và nghệ thuật, có trực giác và khả năng phán đoán rất là mạnh mẽ. Đặc điểm chung của những người tuổi mão là tốt bụng, hiền lành, tâm tình thì tinh tế và biết thấu hiểu những người khác, có năng khiếu về ngôn ngữ, về tài hùng biện và sắc sảo, rất được mọi người yêu mến. Nhiều bạn khi còn trẻ thì sống khá là khép nép, thiếu tự tin và thụ động ở cái tại nơi làm việc. Con giáp này thường khó khăn trong cái việc trao đổi tạo mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Với họ thì cái việc phải đến cái công ty mỗi ngày như thể là một cái chuyện cực hình vậy. À, không phải do thiếu cái năng lực, chỉ là những người tuổi mão chưa rõ được được cái bản thân mình đang muốn gì mà thôi. Giỏi ở lĩnh vực nào mà thôi, họ nhảy việc liên tục trong quãng thời gian ngắn, thu nhập thì bị gián đoạn, kinh nghiệm thì không tích lũy được nhiều. Tình trạng này cũng sẽ chấm dứt khi mà những người tuổi mão bước qua 35 tuổi trải qua nhiều cái công việc khác nhau cuối cùng họ cũng tìm được ra cái môi trường phù hợp tìm được công việc yêu mến những người tuổi mão phát triển nhanh như diều gặp gió trở nên tự tin vào cái bản thân mình hơn và họ sẽ tự tin và bản lĩnh hơn con giáp này trân quý những gì mình đang có không ngừng nỗ lực để bù đắp những cái sai lầm ở thời tuổi trẻ thành công dù đến muộn nhưng mà vô cùng là rực rỡ cuộc đời của những người tuổi mão cũng sẽ bước sang một trang mới giàu sang phú quý tài lộc đầy nhà và để tăng thêm cái may mắn tăng thêm cái vận quý nhân cho những người tuổi mão thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung sát những thị phi những hạn tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Đó. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tao học quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên sau 35 tuổi càng già càng giàu. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai càng già càng giàu sau 35 tuổi phất lên như diều gặp gió. Đó chính là những người tuổi ngọ. À thưa quý vị, một số người nói là những người tuổi ngọ ấy, thì máu liều nhiều hơn máu não trong người. Quyết định bốc đồng khiến cho tuổi trẻ mắc không ít những cái sai lầm. Người thân thì đã từng rất đau đầu về những người tuổi ngọ, sợ rằng con giáp này sẽ bước vào những con đường sai trái làm ăn phi pháp. À, quý vị thân mến, người tuổi ngọ là con giáp đứng thứ 7 trong cái hệ thống 12 con giáp. Theo đặc tính tự nhiên thì ngựa là có con vật được yêu thích, cái cuộc sống tự do hoang dã vì thế dân gian chiêm nghiệm và cho rằng những người tuổi ngọ sẽ mang cái tính năng động, nhiệt tình, thích những cái nơi mà đông người để mà đam mê khám phá những điều mới mẻ. ở à, trong cuộc sống thì những người tuổi ngọ thể hiện cái sự đa tài, biết làm ra tiền, thích đi đây đi đó, họ thích những cái công việc năng động, ít bó buộc bản thân trong những cái quy tắc cứng nhắc. họ có thể đảm nhận nhiều cái công việc, nhiều vị trí khác nhau và đạt cái năng suất lao động cao. tuổi ngọ thích sự độc lập tự chủ nên là dũng cảm đương đầu với những cái thử thách để đạt được cái thành công lớn lao. Họ rất nhạy bén để biết điều gì là điều mình cần nên làm ngay trước mắt. Một nét nổi bật khác của những người tuổi Ngọ là gì? Giỏi giao tiếp, óc thẩm mỹ cao và ưa thích cái vận động thể dục thể thao, nâng cao cái sức khỏe của bản thân. Những người tuổi Ngọ thường được nhiều người quý mến và kính trọng. À tuy có những cái ưu điểm trong cái tính cách nhưng những người tuổi Ngọ cũng không thể tránh khỏi được một số những cái nhược điểm điển hình là trong số những người tuổi họ ấy, thì họ rất dễ thay đổi, hào hứng nhất thời, dễ theo đuổi những cái niềm vui xa vời, bỏ lỡ mất cái cơ hội và vận may đang cận kề phía trước. Ở à, trong công việc đôi khi họ thiếu kiên nhẫn, nóng nảy, ít lắng nghe những người khác nên là khó hòa đồng vào trong tập thể, từ đó không thể đạt được cái mục tiêu và cách cách làm việc hiệu quả theo nhóm. Ở à, trong chuyện tình cảm mặc dù tính tình thật thà, thẳng thắn được cho là cái ưu điểm của những người tuổi ngọ nhưng cũng chính cái sự thẳng thắn ấy có thể làm tổn thương đến người khác à, tính nóng nảy và làm việc không tính toán những người tuổi ngọ nhiều lần thất bại trong cái chuyện làm ăn trong tay thì cũng chẳng có gì ngoài những khoản nợ nhưng mà không ai ngờ rằng tương lai họ cũng sẽ trở thành những người hoàn toàn khác dường như những cái sai lầm của tuổi trẻ đã gì vun đúc lên một người tuổi ngọ hoàn toàn khác biệt trưởng thành và bản lĩnh hơn những người tuổi ngọ biết rút kinh nghiệm sau những cái lần vấp ngã, quyết định gây dựng lại từ đầu. Cái sự liều lĩnh được sử dụng đúng đắn đã giúp gì phát huy được cái tích cực các tác dụng của những con giáp này, giúp cho họ nắm bắt lấy cái thời cơ và đi trước những người khác một bước. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, họ sẽ thu về một cái món tiền lớn, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có. À, không còn vướng bận gì trong cuộc sống nữa. Những người tuổi ngọ băng băng tiến về phía trước, làm nên những cái điều kỳ diệu tuổi trẻ gặp gánh bao nhiêu ấy, thì bước sang cái tuổi trung niên lại thuận lợi bấy nhiêu may mắn xuất hiện bất ngờ đem theo những cái cơ hội chỉ cần các bạn biết nắm bắt thì cuộc đời sẽ không bao giờ phải lo túng thiếu và để gia tăng thêm vận may gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc, trọn đời cho những người tuổi ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai và danh sách con giáp may mắn thứ ba trong những con giáp mà tuổi trẻ vất vả sau 35 tuổi phất lên như diều gặp gió càng già càng giàu đó là những người tuổi mùi. À, kính thưa quý vị, à, sống không mục tiêu, lười biếng, đã khiến những người tuổi Mùi có những cái năm tháng tuổi trẻ khá là mờ nhạt. Trong khi người khác chú tâm vào học hành, lao ra đời để kiếm những cái cơ hội thì những người tuổi Mùi chỉ biết hưởng thụ lúc chiều cái sở thích của bản thân. Chỉ đến khi nhận thấy mình đã tụt lại quá xa so với bạn bè, so với người khác thì họ mới giật mình tỉnh ngộ và bắt đầu là bứt phá làm lại cuộc đời. À, như quý vị đã biết ấy, tuổi Mùi là con giáp đứng thứ 8 trong hệ thống 12 con giáp của tử vi học phương Đông. À, về những người tuổi mùi ấy, thì thường là những người nhân hậu luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người coi trọng tình cảm gia đình ưu điểm của những người tuổi mùi là thông minh tài trí nổi trội biết nhìn xa trông rộng và cái khả năng phân tích vấn đề một cách là gì nhanh nhạy à, trong công việc thì những người tuổi mùi thường làm việc kín kẽ trung thực à, công tư phân minh có khả năng sáng tạo cao đồng thời giàu cái tham vọng và cái sự thăng tiến họ thích tham gia vào các đoàn thể để gì thể hiện cái lòng chính nghĩa kiên định với những cái gì mà mình cho là đúng đắn ghét bị thúc giục trong cái công việc nhờ trí tuệ vượt trội tầm nhìn xa tính ôn hòa nên những người tuổi mùi rất dễ thuyết phục những người khác khiến cho họ tâm phục và khẩu phục à, nếu người tuổi mùi tập trung vào công việc thì rất dễ gặt hái được cái thành công một tay gây dựng đến cơ đồ bạc tỷ tuổi này phù hợp với những cái công việc đòi hỏi phải, phải suy nghĩ tỉ mỉ thấu hiểu tâm lý của người khác và mang cái tính chất tích cực như là gì nghệ sĩ diễn viên nhà văn nhà triết học hoặc là gì buôn bán kinh doanh vân vân à, bên cạnh đó những người tuổi mùi ưa cái phong cách lịch thiệp yêu thiên nhiên và thích du lịch ở đây ở à, trong vấn đề tình cảm do là những người mà giàu lòng chắc ẩn nên họ gì dễ cảm thông với những người khác họ thích làm theo ý mình nhưng mà nếu gặp những cái mâu thuẫn ấy, thì nhiều khi cũng sẵn sàng nhường nhịn để gia đình được hòa thuận yên ấm và hạnh phúc À, trong tình yêu thì những người tuổi mùi có thể hy sinh lợi ích cá nhân để mang đến cái hạnh phúc cho cho đối phương với những cái ưu điểm trong cái tính cách đa phần những người tuổi mùi sẽ có một cuộc sống an nhàn tuy nhiên họ cũng có một số cái nhược điểm như là nội tâm phong phú đa sầu đa cảm nên dễ bị tổn thương thích giải quyết khó khăn một mình nên đôi khi nó sẽ dễ lâm vào cái tình trạng bế tắc à, thưa quý vị thiếu kiến thức và kinh nghiệm những người tuổi mùi sẽ chật vật tìm kiếm công việc phù hợp À, không biết bắt đầu từ đâu phải làm như thế nào con giáp này hoang mang khủng hoảng trong quãng thời gian dài mà không tìm được ra lối ra họ hối hận vì đã rong chơi quá lâu trách bản thân mình sao họ không chăm chỉ như những người khác à, tuy nhiên vốn là một trận những con giáp càng lạc quan thì công tài lộc lại càng rộng mở khi bước sang cái độ tuổi 35 tuổi thì những người tuổi mùi may mắn sẽ mỉm cười với họ vận may sẽ đến rất kịp thời kéo họ thoát khỏi những chuỗi ngày thất bại liên miên À, quý vị hãy biết ơn và trân trọng những cái điều đặc biệt này Đó là một cái món quà mà thần may mắn ban tặng dành cho các bạn Là người có đầu óc sáng tạo, góc nhìn độc đáo Nên chỉ cần tập trung vào làm việc thì những người tuổi mùi sẽ sớm đạt được mục tiêu Khả năng thích ứng nhanh cũng là một trong những cái điểm mạnh của những người tuổi mùi Phát huy ưu điểm chính là cái yếu tố quan trọng giúp những người tuổi mùi bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, đỉnh cao của sự giàu có. Và để tăng cường thêm cái may mắn, cái sự giàu có của mình ấy, thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. Đó là con giáp may mắn thứ ba. À, tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư càng già càng giàu sau 35 tuổi phất lên như diều gặp gió, đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, những người tuổi dần là những người đa tài nhưng lại có bước đầu không được mấy thuận lợi. Điều này sinh ra cái trạng thái bất mãn, khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh. Họ tự cho rằng mình đã bị đối xử bất công nên dành những cái lời lẽ khó nghe cho đồng nghiệp cho cấp trên. À, thưa quý vị, những người tuổi dần là con giáp đứng thứ ba trong hệ thống 12 con giáp từ vi học phương Đông. Người tuổi dần luôn có cái ý chí phấn đấu mạnh mẽ, suy nghĩ và cái hành động tích cực để gặt hái được nhiều cái thành công uh, vang dội. Họ đặc biệt biến thách thức thành những cơ hội tạo nên cái sự đột phá trong sự nghiệp của mình. Người phương Đông quay con hổ là cái hiện thân của sự quyền lực, nhiệt tình và của sức mạnh. Đối với công việc và cái cuộc sống thì những người tuổi dần có tính cách cố chấp, việc gì làm chưa xong thì không chịu bỏ cuộc, ưa thích làm những cái việc lớn. Những người tuổi dần thì bị cuốn hút bởi những cái thứ quyền lực, địa vị cao sang và quyền quý. Họ sẽ không làm những công việc tầm thường, không đem lại cho mình cái tiếng tăm. À, những người tuổi dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. À, với cái con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể nhìn nhận và phân tích đúng để gì ít mắc những cái sai lầm. Những người tuổi dần thì trọng danh dự và chữ tín nhiệt tình, lại có hoài bão lớn, thực sự cầu thị và có trách nhiệm với công việc và mọi người sẵn sàng ra tay bảo vệ những cái người yêu đuối và khổ cực hơn mình. À, cũng giống như con hổ thì họ có ý thức độc lập mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc vào người khác, có đức tính lạc quan, dám suy nghĩ, dám làm và gì ham thích cái sự đổi mới và du lịch khám phá. đối với vấn đề tình cảm thì những người tuổi dần được mọi người kính nể, họ có thể giúp cho gia đình tránh được nhiều cái vận hạn lớn. À, bằng tính cách mạnh mẽ sôi nổi thái độ lạc quan những người tuổi dần khiến mọi người chẳng thế nào lạnh nhạt cô đơn với mình được à, trong cái đám đông thì họ luôn trở thành cái tâm điểm được chú ý những người tuổi dần rất khó tin tưởng vào người khác nhưng một khi mà đã tin tưởng ấy, thì họ lại gì là một người gì trung thành tuyệt đối một lòng một dạ giàu tình cảm và khẳng khái bên cạnh đó những người tuổi dần lại có khiếu hài hước à, tuy bên ngoài có vẻ mạnh mẽ cứng cáp nhưng mà sâu trong nội tâm ấy, thì họ lại là những người giàu tình cảm, không bao giờ lừa dối hay là lợi dụng ai. Họ có khuynh hướng đề cao bản thân nên là tự quyết định hôn nhân của mình mà ít khi chịu lắng nghe những lời người khác. Cuộc sống hôn nhân của họ chỉ hạnh phúc khi hai người biết nhẫn nhịn và có cái tinh thần xây dựng. Bên cạnh những cái đức tính tốt đẹp này thì những người tuổi dần cũng có một số cái nhược điểm là họ rất hào phóng, đôi khi chi tiêu một cách hoang phí dẫn đến túng thiếu, phải cần đến cái sự trợ giúp của mọi người xung quanh Họ phải mất cả đời để học cách kiếm tiền và học cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động cũng dễ nổi nóng. Vì cái nguyên nhân nào đó thậm chí là gì? Giận quá mất khôn, gây ra những cái hậu quả khá nặng, khôn lường. Là người có năng lực nhưng mà tự ti vào bản thân quá khiến cho những người tuổi dần đôi khi bị xa lánh, bị cô lập. Càng bế tắc thì lại càng sinh ra cái cảm giác chán trường, không thể tập trung vào làm việc. Nhưng mà thật may mắn là quý nhân cũng sẽ kịp thời xuất hiện giúp cho những người tuổi dần được thông não nghĩ thoáng ra rất nhiều vấn đề. Đó. À, quý nhân có thể là cấp trên, có thể là bạn bè, có thể là chính bố mẹ của những người tuổi dần. Vậy nên quý vị hãy lắng nghe những lời khuyên của họ. Nghiêm khắc với bản thân, chỉnh sửa lại những cái sai lầm trong quá khứ, khiêm tốn hơn, đấy. Đảm bảo các bạn sẽ vô cùng là gì? đáng giá sau cái độ tuổi 35. Và từ cái tuổi 35 trở đi thì những người tuổi dần sẽ làm chủ được cái cuộc sống, tính cách ôn hòa, những thành tựu đạt được sẽ giúp cho họ hiểu hơn về chính cái bản thân mình và cũng cần biết mình phải làm gì trong giai đoạn tiếp theo. May mắn sẽ gõ cửa mang đến nhiều cái món quà bất ngờ cho những người tuổi dần. Vậy nên quý vị hãy mở lòng mình ra tích cực để đón nhận cái vận may đến với mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi dần ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn thứ tư. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp sau 35 tuổi càng già càng giàu. Một bước lên mây đổi đời giàu có. Đó là những tuổi sau. Một, tuổi mão. 2. tuổi ngọ. 3. tuổi mùi. 4. là tuổi dần đó là bốn con giáp may mắn. Đấy. Càng già càng giàu, sau 35 tuổi thì phất lên như diều gặp gió, ai khổ thì khổ mặc kệ họ. À, nhưng mà những tuổi này chắc chắn sẽ có cuộc sống thành công viên mãn, giàu có trận đời. À quý vị thân mến, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp càng già càng giàu, sau 35 tuổi phất lên như diều gặp gió, một bước lên mây đổi đời giàu có. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn